Video này mình sẽ trả lời những bình luận của bạn phần số 68 ha. Bạn nào quan tâm đến những số trước các bạn có thể xem lại mình đã để chung một cái danh sách phát để các bạn tiện theo dõi. Bình luận đầu tiên là của bạn Bùi Dương 5352 anh làm video chỉ cách làm sao săn được voucher 500k đi anh. Thì đối với những cái voucher mà giá trị cao như vậy có khi là lên đến 1 triệu luôn ha. Và những cái đợt mà săn những cái voucher này thì nó sẽ nằm vào là ngày 1 tháng 1, 2 tháng 2, 3 tháng 3, 4 tháng 4 những cái ngày mà ngày và tháng trùng nhau ha thì chúng ta sẽ săn được những cái vô chơi như vậy vào lúc 12 giờ đêm ha 12 giờ đêm và những cái vô chơi này chúng ta phải áp dụng thiệt là nhanh luôn ví dụ như nó cái vô chơi nó vừa xuất hiện ha thì các bạn đã chuẩn bị sẵn cái điện thoại hoặc là cái món hàng mà các bạn muốn mua vừa đúng giờ một phát là các bạn bấm đặt hàng liền luôn nha tại vì không thể chậm trễ được tại vì vượt qua khoảng vài giây vài chục giây thôi là cái vô chơi nó sẽ mất tại vì số lượng có hạn ai nhanh tay trước thì người đó sẽ được thôi cũng rất là khó có được những cái vô chơi như thế này và có một cái sai lầm là lúc trước mà có một cái đợt mà vô chơi một triệu á, và mình đã áp cái vô chơi một triệu được rồi ha nhưng mà mình còn muốn áp thêm một cái mã giảm phí vận chuyển nữa và khi mà trong lúc mà mình áp cái mã giảm cái phí vận chuyển thì đã mất cái vô chơi một triệu rồi đó cho nên là các bạn khi mà áp được cái vô chơi một triệu là đặt hàng luôn không cần áp thêm một cái vô chơi nào khác để nó mất thời gian và sẽ mất luôn cái vô chơi đó Bình luận tiếp theo là của bạn bé mèo 9937 Anh ơi sao em nhắn tin lúc người ta nhận được lúc không nhận được vậy anh Thì khi mà các bạn nhắn tin qua cái phần mềm Mocha này Từ chiếc điện thoại smartphone qua một chiếc điện thoại ví dụ như là cơ bản trắng đen đi Thì khi mà cái tin nhắn đầu tiên của chúng ta nhắn đi Thì nó sẽ áp dụng là cái tin nhắn OTT trước Và khi trong một khoảng thời gian mà người đó không nhận được Thì tự động nó sẽ biến thành cái tin nhắn mà SMS Và sau đó thì chúng ta mới nhắn nhanh được ha đó đó là cái quy trình hoạt động của cái phần mềm này nha bình luận tiếp theo là của bạn khải dũng nguyễn bảy anh ơi anh hướng dẫn em cách sửa lỗi trên điện thoại Nokia 302 lúc bật nguồn thì nó hiện lên màn hình trắng xong tắt nguồn luôn trên Nokia 302 đi anh thì cái lỗi này có lẽ là nó bị hư nguồn rồi chỉ có tiệm mới sửa được thôi cái này không phải là lỗi phần mềm đâu ha À, mà trường hợp mà hư nguồn hiện tại thì các tiệm cũng khó mà có tiệm nào còn sửa dành cho điện thoại Nokia cổ lắm. Bình luận tiếp theo là của bạn Anh Tri Top Nokia 5000 đi ạ. Thì đây là một chiếc điện thoại có thiết kế gần như là cái chiếc Nokia 5310 Xpress Music ha. Mỏng và đặc biệt là nó không có thẻ nhớ, cho nên là bộ nhớ trong chi nó của nó chỉ có vài chục mềm thôi. Chủ yếu là chúng ta nghe FM hoặc là chép một vài bài hát vô thôi ha. Thì đây là một cái chiếc điện thoại mà ngày xưa mình cũng rất là thích ha. Hướng tới cái đối tượng mà trẻ những cái màu sắc của nó rất là trẻ trung. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì các bạn không nên mua. Tại vì nó không có kết nối 3G nha Lỡ trong tương lai mà Việt Nam mình ngắt mạng 2G đi Thì nó khó mà sử dụng được á Các bạn cân nhắc nha Và mình hiện tại thì chỉ ưu tiên làm những thiết bị có kết nối 3G thôi Cho nên là những thiết bị 2G thì Gần như là mình sẽ không có ra video về những thiết bị 2G nữa ha Trừ phi mà có những thiết bị nào đặc biệt Bình luận tiếp theo là của bạn Quốc Huy Nguyễn 7387 con này có dùng được Messenger không vậy là không nha bạn nó sẽ không thể nào cài đặt được bất cứ cái ứng dụng gì nhưng mà nó có tích hợp sẵn trình duyệt Opera Mini và chúng ta có thể lướt Facebook và nhắn tin qua Facebook cơ bản trong cái trình duyệt này nha bình luận tiếp theo là của bạn Ngọc 4944 tiktok được không anh ơi tức là bạn đang hỏi về chiếc Nexus 5 ha là bình thường luôn em em có thể tải tiktok vô tư ha nhưng mà em nên dùng tiktok like thôi cho nó nhẹ tại vì tiktok bình thường sau một thời gian sử dụng thì cái bộ nhớ nó chiếm rất là nhiều và cái bộ nhớ trong của thiết bị này thì chỉ là phiên bản 16 g thôi ha và đối với cái cấu hình của nó thì hiện tại thì nên xài tiktok like cho nó ổn nhưng mà nếu như trường hợp mà chúng ta bắt buộc phải dùng tiktok bình thường thì vẫn có thể chạy bình thường thôi Bình luận tiếp theo là của bạn CNOB1376 Máy máy Blackberry chạy BBOS 10 Thì nên mua con nào anh? thì cái này cũng tùy theo cái nhu cầu sử dụng nữa nha. Thì nó sẽ chia ra làm hai loại là cảm ứng full và một loại là có bàn phím và cảm ứng. Và đặc sản của BlackBerry xưa tới nay là chính là cái bàn phím ha. Cho nên là chắc các bạn sẽ ưu tiên để trải nghiệm cái bàn phím đi ha. Thì nó cũng có chia làm nhiều cái khác nhau, ví dụ như rẻ nhất hiện tại là BlackBerry M quy mừ ha thì quy nó sẽ rơi vào khoảng là vài trăm ngàn cho đến hơn một triệu thì tùy theo cái hình thức còn cao hơn nữa chúng ta có blackberry passport thì tùy theo cái nhu cầu và cái túi tiền của bạn thì bạn có thể chọn một cái thiết bị phù hợp với mình bình luận tiếp theo là của bạn võ kiều 9666 anh ơi nuka 515 có chơi được avatar không anh mong anh kiểm tra giúp em ạ à. là được bình thường ha nuka 515 thì nó chạy s 40 và nó hỗ trợ 3.5G cho nên là hiện tại vẫn có thể chơi game avatar nhưng mà em phải tải cái file game avatar này ở trên cái trang web chính chủ của temmobi sau đó thì nhắn tin để đăng ký một cái tài khoản mới có thể chơi được cái game avatar ở trên cái chiếc nuka 515 này Bình luận tiếp theo là của bạn Minh Sang 0506 Bạn mua a 72 ở đâu mới bắt được wifi Thì bạn có thể tham khảo ở phần mô tả của mình ha Trong đó mình sẽ liệt kê ra rất là nhiều những cái điện thoại Nokia cổ Thì những cái điện thoại Nokia cổ đó thì nó sẽ cân bằng được giữa cái mức giá cũng như là cái hình thức ha Tại vì nếu mà các bạn mua rẻ quá thì có thể là chúng ta sẽ gặp những cái điện thoại là hình thức nó xấu nè, hoặc là những cái điện thoại là hàng nội địa Trung thì nó sẽ không có kết nối wifi, còn mắc tiền quá thì nó thuộc dạng hàng sưu tầm rồi chúng ta không nên phí quá nhiều tiền để mua những cái dạng đó ha, trừ khi bạn đặc biệt thích sưu tầm. Còn nếu mà các bạn muốn cân bằng giữa mức giá và tính năng hình thức thì các bạn có thể tham khảo ở phần mô tả của mình nha. Bình luận tiếp theo là của bạn thử xem sao Anh thử lấy game Java có sẵn Và tải thêm ghe trên máy Nokia S40 và S60 Đem copy vào thẻ nhớ Rồi đem thẻ nhớ trước các file game đó Đem sang điện thoại chạy Android Xem trình quản lý file có nhận ra file Java hoặc ZAD không Và có chơi bình thường không Đương nhiên là có cài giải lập rồi thì cái trường hợp mà game ở trong máy thì nó sẽ không có cho copy nha em game được tích hợp sẵn trong máy thì sẽ không cho copy nha đó còn ở 60 là nếu mà cái game được tích hợp sẵn trên máy thì nó là cái game được cài đặt rồi và chúng ta không thể nào tìm được cái file ra để copy ra nữa ha cho nên là cả hai trường hợp này đều không thể được rồi bình luận tiếp theo là của bạn Tấn Kiệt Trần 2144 anh ơi Chỗ em nhà mạng Việt cắt sóng 3G trước, hiện tại con Nokia U72 của em chỉ bắt được sóng 2G. Vậy sang năm có khả năng Việt theo cắt luôn sóng 2G không anh? Thì như những cái video trước mình đã nói, một số khu vực thì Việt ngắt data 3G nha. Ưu tiên data 4G, chứ không phải là sóng 3G. Thì ở chỗ mình hiện tại thì nếu mà xài Việt thì trên các thiết bị Nokia, Nokia cổ thì phải bật cái 3.5G lên. Nokia O72 thì nó có hỗ trợ 35 g ha, cho nên là bật lên thì Viettel sóng data vẫn sử dụng được bình thường. Còn về cái sóng 2G thì hiện tại là chưa có một cái khoảng thời gian cụ thể là sẽ ngắt, chỉ là cái số lượng thuê bao nằm ở trong một cái khoảng quy định thì mới được ngắt sóng 2G thôi ha. Hiện tại là không biết là cái E72 của bạn đã bật cái sóng 3,5G lên chưa Tại một số bạn á, sử dụng nhưng mà chỉ để sóng 2G và 3G bình thường thôi Chúng ta nên bật tốc độ cao lên ha